tiện ích hỗ trợ nhà ở trở thành trung tâm của hội chợ CES năm 2014. Tin từ Las Vegas, các tiện ích công nghệ cao giúp cuộc sống gia đình trở nên dễ dàng hơn. Hiện đang là điểm sáng trung tâm của hội chợ công nghệ CES năm 2014, nơi hội tụ những thiết kế và công nghệ tiên phong dành cho người tiêu dùng. Hôm thứ Tư vừa qua, những du khách tại hội chợ đã được chiêm ngưỡng một con robot có tên gọi là Trouble, với giá tiền lên tới 2.500 đô la Mỹ và có khả năng điều khiển qua thiết bị di động, được tạo ra bởi Double Robotics. Robot Double có thể hoạt động với cùng iPad và có khả năng đại diện cho những người dùng khi đến văn phòng, cho phép trò chuyện trực tiếp bất cứ lúc nào. Theo ông David Kahn, đồng sáng lập của Double Robotics cho biết, Robot Double chính là một ý tưởng tuyệt vời để làm việc tại gia và là một thế hệ mới của giao tiếp từ xa. Cũng tại sự kiện này, hãng công nghệ Bosch đã ra mắt một sản phẩm mới với tên gọi là e-bike, một chiếc xe đạp điện chạy bằng pin với khả năng vượt địa hình một cách hoàn hảo. Theo công ty này cho biết, chiếc xe đạp nói trên có thể chuyển đổi giữa hai chế độ vận hành, giúp người dùng vượt dốc dễ dàng hơn rất nhiều so với các loại xe thông thường. Tại sự kiện năm nay, hãng Forio đã giới thiệu sản phẩm mới là một chiếc bàn chải đánh răng làm bằng silicon, được quảng cáo như một biện pháp làm đẹp cho nụ cười với giá bán lẻ là 200 đô la Mỹ. Một trong những tiện ích được chú ý trong năm nay còn có Parrot, một bộ cảm biến công nghệ cao giúp người dùng quản lý và chăm sóc toàn diện cho khu vườn của họ. Tại một góc của hội chợ, người ta còn giới thiệu thêm một thiết bị vô cùng độc đáo với tên gọi là Bird Shaper, một chiếc máy rung giúp người dùng tập vòng ba. Theo ước tính, đã có khoảng 3.200 hãng công nghệ tham gia triển lãm sản phẩm tại hội chợ công nghệ CES năm nay.